Hello, mình xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thành phố Tampa của tiểu bang Florida các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ hai mình có mặt tại Florida. Thì ở chỗ này thì hiện tại bây giờ là mới 8 giờ sáng các bạn. Ra đây thật sự là trời nắng nè các bạn. Rồi ngồi dưới cái cây các bạn, hít thở một không khí trong lành. Rồi mình nhìn ra ngoài cái vịnh đó các bạn. Thật sự ở đây rất là đẹp các bạn ơi. Thật sự đây là một nơi rất là lý thú cho mình đi nghỉ dưỡng nha. Đó. Thì hôm nay thì mình muốn tiếp tục dắt các bạn đi đến một số nơi để tham quan một số nơi ở tiểu bang Florida nha. Thì mình đang cùng với anh Hoàng với chị Hoàng Anh nè, để đến cái chợ trời. Thì chợ trời này mình nghe nói buôn bán đồ của Việt Nam mình rất là nhiều nha. Thì mới vừa bước vô chợ trời mình thấy dừa ở chợ quá trời các bạn. Quá trời đã luôn, quá trời dừa luôn ta ơi. Hả? Dừa. Người ta lựa chứ, lựa dừa như vậy ha. Quá trời dừa luôn. Nhìn đã quá. Bán trái nhiêu? Bán trái nhiêu? 3 đồng. 3 đồng. 3 đồng 3 rưỡi hả? Dừa ở đây bán đắt như là tôm tươi á, không kịp luôn á. Wow, một trái 3 đồng rưỡi. Bán một ngày hết một đống này là biết bao nhiêu tiền mà nói. Wow. Đến cái xứ này thật sự là uống dừa rất ngọt nha. Các bạn có thấy mấy anh này chặt dừa không? Đó, dừa này chặt 3 dao à. Đó. Quá ngầu luôn. Quá dữ luôn. Đó, bên đây bán bầu, bán bí rồi tùm lum như nè. Quá vui luôn. Dài anh này mua cái ớt quá trái chín hết trơn là về bẻ ăn luôn à. Quá sướng. Mấy đồng anh? 10 đồng hả? Là về bẻ ăn luôn á, khỏi cần trồng ha. Dạ. Đi đến đây thì các bạn cứ việc xuống biển chài con hai con cá đối lên xong rồi nấu món bún mắm nha, bún nước lèo gì đó. Đây thì quá trời bắp chuối luôn nè. Còn bên đây thì gian hàng bán trái cây nè. Đó, có dải tươi nè. Ô dải này dải tươi luôn rồi chắc Mỹ nghĩ đây trồng ha. Dải tươi. Dạ hả? Wow. Trồng có dải luôn các bạn. Nó dải thì 7 đồng một phao. Đó, rồi mặn rồi vú sữa. Rồi xôi, quá trời luôn. Đi đến đây thì dải ăn thử luôn nè. Nếu mà mình thích thì mình mua nha. Đó, quá trời gian hàng trái cây của chị người Việt Nam nè. Ở đây mít đồ gì sẽ sẵn cho nè. Quá trời đã luôn. Đó. Hỏi quá trời luôn nè. Cái này là chị bẻ tại vườn luôn hả? Chị vườn lên đây hả? Xuống vườn bẻ lên các bạn. Thì ở đây bẻ xong đông đông lạnh là đừng cho chổi nó hư á. Tại thời tiết bên đây nóng á, nhìn chổi quá đã luôn hả? Nhìn thấy vui, quá vui luôn. Bán các bạn thì ở đây toàn là người Việt mình mua không à. Ở bên đây thì ở cái tiểu bang này thì người Việt mình là sống cũng rất là đông nha. Nói chung là ở bên Mỹ này chỉ có là Cali rồi Texas rồi tới Florida nha. Ba tiểu bang là người Việt Nam sinh sống đông nhất á. Còn hôm nay em về gia đình ăn Tết đó rồi em đi quay cảnh nơi Cần Thơ đó. Dạ dạ. Ủa anh Cần Thơ ở đâu? Không, anh ở Gò Công hả? Dạ. Ở đây thì chắc có miền Tây không à? Dạ. Thấy em coi hay coi clip của em. Dạ. Ở đây ở bên đây thấy miền Tây mình ở nhiều ha. Dạ. Dạ. Ở Đà Lạt mình đi chơi xuống. Nơi chơi xuống hả? Ờ qua đây chơi với mấy anh hả? Nhớ coi cảnh quay đi với Hilton không? Dạ. Dạ. Đi câu cá. À cũng có duyên gặp á là nó là để có duyên được gặp. Dạ cảm ơn. Anh tên gì? Anh Tùng. Anh Tùng. Ở từ New York xuống. À. Mấy bạn. Ôi nói tiếng quá trời. Nói tiếng mà. Dạ có đâu. Mấy anh quá khen. Ở đây thì được chị đó mời một miếng chả cá nè. Thì ăn một quảng cáo gì bảnh ngon nữa ngon mà dở nó dở phải không? Bây giờ mời anh ăn luôn. Đó, anh em miền Tây cùng miền Tây các bạn ơi, còn gặp miền Tây không à? Người có người Trời Vinh. Đó, quá đã luôn. Đúng em quay ông chủ quay chủ luôn. Ở đây Vĩnh Long nè. Vĩnh Long hả? Miền Tây. Wow. Rồi miền Tây luôn. Toàn là gặp dân miền Tây các bạn ơi. Đó, mấy chị gái ở miền Tây dễ thương quá. Không giới thiệu này ông chủ luôn. Cái này là anh là ở Phú Quốc. Phú Quốc. Anh này là anh này xứ cá chích, Mình đến chợ này các bạn thì ở đây mình thấy có chị nè, bán chả cá nè. Chả cá này cá gì vậy? Cá măng hả? Wow. Cô ba miền Tây các bạn ơi, cô ba miền Tây kìa. Đó. Cô ba miền Tây kìa, đã nói Việt Nam rồi kìa. Đó. Sao không lấy cái vỏ đệm cầm nó chị mới đúng luôn. Qua đây thì bạn Hiền mình tới gian hàng vàng thì tấp vô mua bậy gỗ vàng các bạn. Dạ, đúng rồi. Cái vàng này mình tính bằng ký nha. Tính ký hả? Đó. Cái cô này cô người Việt Nam hay là người gì ta? Cô Việt Nam hả? Cô người Lào. Người Lào hả? Cô biết nói mấy thứ tiếng không? 3-4 tiếng. Vậy hả? 4 tiếng hả? Wow. Cô bán vàng quá trời luôn các bạn ơi.
đại gia vàng ở Florida nha. Ở đây thật sự là rất là vui luôn. Dạ Dallas, dạ Dallas Fort Worth, dạ. Có mấy cô đồ người làm các bạn thì bán vàng đây nè, nói chuyện tiếng Việt rất là gành nha. Mấy anh nè, nói chuyện tiếng Việt quá gành luôn. Đó, đây cô bán vàng chiếc nào cho nói cho bạn chà bá luôn nha. Chừng nào đi Việt Nam mua mấy chiếc này về bản á, đeo để dành đi đi vòng vòng chơi cho mấy bạn đều biết mình là Việt Kiều các bạn. Bây giờ các bạn có thấy mình khác xưa nhiều lắm không? Bây giờ mình không còn là thằng Tứng mà chạy Uber hay là làm neo đó nha. Bây giờ mình là Tứng đại gia các bạn. Đó. Quá thôi đa thành Tứng đại gia. Anh đã khác xưa nhiều lắm rồi. Đấy, các bạn, mình mới mua vàng đeo thôi, mấy chị em gái lại đây xin xương thọ mình đó. Mình đi đến gian hàng này các bạn thì bán bụng trơn là mình nhớ mẹ mình các bạn. Tại vì mẹ mình ở Việt Nam bán quán vậy nè. Đúng rồi. Chị thì hàng ngày ra đây mỗi tuần bán 2 ngày thứ bảy chủ nhật. Bán cà phê sữa rồi bún chôm đồ. Ăn với lại canh chay các bạn. Ăn đi đỡ nhớ quê nhà nha. Nhớ canh rau muống với cà dầm tương các bạn ơi. Mình đi đến đây cũng như giống như mình lọt qua Thái Lan rồi các bạn ơi. Sawanaka nha. Đó bây giờ tới đây gặp cái chị người Thái đang làm cái món gỏi nè. Đó, ba khía đu đủ. Mình sẽ cho các bạn xem cách mà làm gỏi đu đủ ba khía của Sawanaka nha. Ủa có cái đậu hả? Có. Wow. Có đậu que. Có đậu que đó ta. Là nổi tiếng ở Việt Nam. À đúng rồi, nghe nói á. Wow. Có cà pháo. Đó. Wow. Đó, quá đậu cái ta, chanh nhiều ta. Rồi đây không thể thiếu nha. Mắm ba khía. Ừ. Mắm ba khía nè. Đó. Ở đây cái nước này là nước độc quyền hả? Nước me có mắm không? Mắm không? Cái này thì cái kiểu mà vừa đấm vừa so các bạn. Đó, vừa đấm vừa múc cái này, đấm vừa so nha. Không quen các bạn ơi, không quen. Dạ. Dạ. Đó, bây giờ mình cho các bạn xem nè. Đó. Đó. Dạ. Đó. Các bạn thấy nghề không? Quá nghề luôn. Đó, bây giờ mình sẽ thử nha. Mời các bạn. Cho thấy sao? Bỏ chút chút ớt nữa. Wow, đó. Đó. Để mấy con á. Quá đã luôn. Yeah. How much? Một hộp vậy là 6 đồng nha. Bây giờ thì cho chị Quỳnh Anh thử nha. Đó. Bây giờ thì chị thử đi. Cho lấy cái kia kìa. This one spicy, right? Yeah. This one spicy. À. Cay á, cay nha, em bỏ ớt nhiều á. Sao ok không? Có cần phải mua thêm chai nước không? Không sao. Quá ngon ha. Mình lần đầu tiên mình mới thấy cái món này các bạn, đó là xôi xòi nha. Của cô bán nè. Đó. Xôi xòi với lại cái món này món gì anh? Bánh này là bánh gì ta? Bánh ướt. Yeah. Bánh chuối hả? Bánh chuối. À. Rồi hai hộp xôi xoài. À, wow. Còn ở đây thì chú đang chiên chuối chiên nha. Quá sức cái gì chú, cái nồi chuối chiên nhìn đã quá trời đã luôn rồi. Đi đến chợ dài đây các bạn thì mình ấn tượng nhất là cái món đặc sản quê nhà của mình nè. Ở đây có phở rồi, bún bò Huế nè. Đồng phở thì 10 đồng tô, bún bò Huế thì cũng 10 đồng luôn. Bánh xèo, heo gừng xào lăn, nước rau má đậu xanh rồi chè đậu nha đam mình tùm lum nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô đây mình kêu một cái món gì mình ăn nha. Anh cho em tô phở, ủa tô bún bò đi, bún bò Huế. Bún bò Huế giờ còn bún nhỏ không ăn nha. Dạ bún nhỏ đi ha. Cậy một tô thôi miễn sao là có ăn được rồi. Uống nước mía không hả? Ở bên đây cơ nước rồi. Ở đây thì anh bán chè này, chè gì ta? Chè chuối nha. Đó, đầy đủ cái món Việt Nam mình luôn. Có bánh mì, có phở, bún bò Huế, bánh xèo. Bánh mì hả? À, thì mình đến Florida mình phải thưởng thức cái món mà độc lạ của Florida nè. Xôi xòi nha. Đó giờ mình mới nghe xôi xòi luôn á. Hồi xưa giờ bên Việt Nam có xôi rồi mấy cái này kia trái gất này kia mà thật sự xôi xòi là đầu tiên ăn luôn á. Thái Lan hả? Cái món này là Thái Lan chứ không phải món của Việt Nam hả? Của Thái Lan. Xôi xòi nha, cái này nước cốt hả? Nước cốt. Chấm vô. Rồi, thử rồi. Ăn một lần rồi nhớ suốt đời các bạn ơi. Nó chua chua rồi cái nước cốt béo ha. Đây là cái món bún bò của mình nè, món bún bò 10 đồng nha. Nhìn thấy cũng hấp dẫn quá rồi. Mình xin mời các bạn thưởng thức cái món bún bò với mình nha.
thì ra ngoài này mà ăn cái gì là cũng ngon cho các bạn. Thì tại vì ở đây á, mình đi đến đây mình thưởng thức cái món quê nhà là cái gì cũng ăn hết, ngon hết á. Đó. Bây giờ thì mời các bạn nha. Đây có một bịch rau nè. Thì đến đây thì rau thì thôi, đừng nói tới nữa. Xứ này thì xứ rau mà. Rau bao la luôn. Anh Hoàng ăn không Hoàng? Không, anh no quá. Chị ăn chị? Hả? Ăn không? Bún bò Huế không? Ngon. À hả? Không sao đâu. Ăn được nhiều món, ăn được nhiều món. Mùa khác này nó có điều kiện. Nè ơi. Vàng em mua còn nổi nữa, chuyện này chuyện nhỏ. Không sao. Đó, mời các bạn nha. Em đi chậm rồi chết rồi. Em đi ăn. Ok rồi. Ừ, ngon á, cũng được á. Ra ngoài này á, cái gì ăn cũng ngon ha. Tại vì thưởng thức quê, thưởng thức món quê nhà trên đất Mỹ mà các bạn, cái gì cũng ngon hết. Rồi được ăn cái kiểu mà không khí kiểu này nữa. Vừa ăn vừa nhìn mọi người xung quanh đi đó, nó sướng không? Quá sướng luôn. Nó tấp nập luôn. Người mua người bán gì ai cũng đều vui nha. Các bạn mà chưa đến đây hãy đến đây một lần cho biết. Ở cái thành phố này á, có cái chợ trời thật sự là rất là vui luôn. Mình nghĩ cái chợ trời này vài năm nữa là người Việt Nam mình buôn bán rất là nhiều quá. Thì các bạn nào có đến Florida chơi thì hãy nhớ đến đây chơi một lần cho biết nha. Anh em mình các bạn đi chợ trời xong rồi, bây giờ thì anh Hoàng á dắt anh em mình đi đến cái phạt nè, để xuống đây rồi mò cua bắt ốc các bạn ơi, để kiếm một số đồ lên đây thì nấu nướng gì ăn nha. Thì đồ đạc thì anh Hoàng đã chuẩn bị xong hết trơn rồi. Đi tới đây thì mình thật sự mình thấy rất là khoái các bạn, tại vì ở đây có cái cô đó với chị đều bắt một xô luôn nè, xô ốc sò luôn nè. Wow, con ốc này bé hả chị? Dạ hả? Wow, con này bự các bạn. Đó. Thì mấy con nó nằm dưới cái hồ này nè, cái phạt này nè. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ lội xuống đây bắt nha. Còn anh em mình các bạn thì cùng anh Hoàng xuống dưới biển để mò một số hải sản nha. Thật sự mà đi đây các bạn thì rất là cẩn thận nha. Nếu mà các bạn có đi thì nhớ mua đôi giày vô trong quanh mạc, mua đôi giày để lội nước. Rồi xuống đây nè, đi cẩn thận tại dưới đây hào rất nhiều. Có đây kìa. Wow, Vĩnh hả? Ốc hương hả? Wow. Đây là cái con đầu tiên nha, rất là vui. Mình đi mình đạp đạp anh Hoàng. Ừ. Việc đi các bạn mình cứ dậm nè, thì cái nào mình cảm thấy cứng thì mình bắt nha. Đó, một con đầu tiên cho cái tem của mình. À, đúng rồi ha, nguy hiểm á. Ừ, thấy không? Có hả? Có hả? Bạn mình đang phát hiện một con nha, phải không bạn? Cục đá. Đi bắt cái con này các bạn, cũng giống như đi nhảy hip hop vậy nha. Ờ, dậm kìa, anh Hoàng đang bắt các bạn. Đó, anh Hoàng đang bơi kìa. Phải dậm bao xa mới được? Dậm bao nhiêu anh? Dậm sâu không? Sao anh Hoàng? Con nào dính không? Hả? Dính hả? Đó. Con này bự lắm à. Bự hả? Anh Hoàng đang phát hiện một con các bạn ơi. Đó. Nè, cầm chắc lên, không? Dính hả? Anh dính cái tay của em á. Dạ dạ, dính. Rồi, anh Hoàng, xuống. Wow, oh my god. Wow, quá đã luôn các bạn ơi. Đó. Quá sướng luôn. Phía bên kia thì có một phái đoàn đang bắt nữa kìa. Thì cái thùng đồ nãy á, thì là mấy cô chú đang bắt các bạn. Đó, người ta có ống lặn rồi, thấy cũng hoành tráng quá hả? Ừ. Những cái địa điểm mình đến á, thì mình sẽ để cái địa chỉ cho các bạn nha. Nếu các bạn có muốn đến Florida thì các bạn sẽ có địa chỉ các bạn đi nha. Đó, ở đây thật sự qua đây á, đi mấy chỗ này rất là vui. Wow, ở đây thì anh này đang bắt quá trời nhiều luôn nè. Wow. Còn con nằm dưới nữa mà chưa lấy lên. Chưa lấy lên hả? Wow, bắt được một, cho em coi anh. Cái này cái chừng 5-6kg luôn hả? Con nào mấy bự bự không à? Đó, đã quá các bạn. Đó. Rồi dậm vậy thì chừng nào đạp nó thì mình bắt anh. Dạ. Ở đây chú được nhiều không chú? Wow, chú có mấy ốc nữa hả? Chú con ốc dưới bự lắm rồi. Ốc đó để dành ha. Wow, quá trời các bạn, nhìn đã không? Chú lặn nó giờ lâu chưa? Cả tiếng. Cả tiếng hả? Cả tiếng mà được nhiêu là quá dư ăn luôn rồi. Tại về bán mà. Vậy hả? Mua không? Đúng là bên đây sướng thiệt ha. Lặn xíu mò là có đồ ăn rồi. Ở đâu ra tới? Dạ em ở bên Texas qua. Texas. Dạ. Texas ở đâu? Dạ con ở Dallas á. Ờ. Dạ. Đi tới đây á mà mình không muốn bắt sò hay gì thì mình mướn mấy chiếc tàu kayak nè để mình bơi nha. Quá vui luôn. Có hai em phụ nữ người Mỹ đang bơi kìa. Điếu lo luôn nha. Vừa bơi vừa ngắm cảnh vừa coi mấy anh bắt sò các bạn ơi, quá sướng.
Bây giờ coi hai anh này bắt nè, hai anh này có ống dòm rồi ống thở đàng hoàng nha, quá nghề luôn. Đó. Dễ ăn quá hả? Đó, chào bả luôn ta. Người chết hả? Anh có trong bọc có con nào không? Không hả? Oh, wow, quá trời luôn. Đó, nhìn thấy đã thì chứ con này về về mình làm gì ăn con anh? Dạ, yeah, này nghiêu hả? Yeah, yeah. Còn hôm nay cũng một bọc nè. Ốc nữa. Đó, bây giờ anh phát hiện một con này, anh lặn này nha. Quá sướng luôn. Wow, đã hả? Yeah. Cái này nướng rồi cũng được ha. Này nghiêu hả? Nghiêu. Sao nó khác nghiêu Việt Nam mà ta? Nghiêu Việt Nam mình nó trắng tươi mà. Tùy chỗ thôi. Vậy hả? À. Đó, nghiêu nè. Đó, con nghiêu chà bá luôn nha. Cái này về là hấp xả. Dạ, nhỏ thôi. Vậy hả? Nhiều con bự lắm. Dạ, hấp xả ha. Yeah. Còn nhiều bằng. Dạ. Ê hả? Nhỏ nhỏ ăn ngon. Bự quá ăn dai. Yeah. Có khi nào mà mình bắt ra mình có ngọc trai giống không? Thiệt chứ cái này. Mình trở lại với cái đội của mình đến từ Texas nha. Ở bên kia thì giống như là xuống đây gặp mấy con này giống như lăn thay pháo vậy. Chắc lên để coi ra được mấy con này. Wow. Anh em mình cũng được đỡ đỡ rồi nha. Quá sức luôn rồi. Quá sức luôn rồi hả? Hôm nay thì chúc mánh này các bạn ơi. Đó, anh em mình một người một tay một chân lặn chút xíu thôi mà bây giờ vậy nè. Wow, cũng có ốc luôn đó hả? Đó, em bắt được mấy con ốc luôn, chà bá luôn. Wow. Đó. Đó các bạn. Đó đây nè, ốc nè. Cẩn thận nha. Dạ, ốc này bén lắm nha các bạn. Đi bắt cái này phải cẩn thận nha. Đúng rồi, em đứng đây. Nếu mà muốn đi cái này á thì vô trong quanh mạc á mua cái đôi giày này đặng mang nha, phải đứng chân á. Đây thì ốc này là ốc này là ốc nhảy nè, bên Việt Nam ốc nhảy nè, mấy ốc nhảy á. Ốc này rất là ngon nha, ốc nhảy mình đó, mình bắt được mấy ốc nhảy các bạn. Với một cái đặc biệt các bạn, đó là con sò mai này nha. Đó. Lặn mà bắt được một mớ con này là quá ngon luôn chị. Dạ, đúng rồi. Đó, nhìn đã quá trời luôn nè. Con sò mà thấy quá trời luôn nè. Đó. Quá trời luôn các bạn. Đó. Là kênh miền Tây Texas. Quá trời luôn các bạn thấy không? Nhìn đã không? Quá trời luôn. Bắt chút xíu thôi mà bây giờ á, như đây là nướng là nguyên cái phái đoàn mình ăn là đủ luôn nha. Hả? Quá trời các bạn ơi. Bây giờ các bạn thì mình bắt được bao nhiêu đây? Vì bây giờ mình đem lên mình đi rửa sơ sơ rồi. Thì ở biển mà rửa sao ăn vậy nha. Thì ra đây thì cho mấy cô ở đây phụ giúp mình nướng nha. Còn anh em mình tiếp tục bắt thêm một ít nữa các bạn. Các bạn có thấy sướng không? Qua đây thì anh Hoàng á ảnh không chẳng những mà dắt anh em mình đi bắt săn bắt các bạn. Rồi chẳng những ảnh làm mồi để đại anh em mình luôn. Mồi cho nó. Cái đuối các bạn. Cái đuối này thì thật sự là rất tươi nè. Anh Hoàng đi câu hồi từng rồi á. Còn tươi còn nhớt luôn. Tươi nữa nè. Nhớt rồi. Quá đã luôn. Nhớt nè. Đã làm mồi. Con này mấy ký ta? Không biết mấy ký luôn, con bự lắm á. Mình sẽ rửa nha. Cái đuối này chắc mấy ký luôn á. Cái đuối này cái đuối dê, cái đuối gì ta? Nó hai ba loại cái đuối đúng không? Sữa đỏ. Con này đâu có đâm đau không? Con cái đuối nào đâm ta? Đâm nhất lắm á, là con lấy gai ra rồi. Phải đâm hết trơn, con phải không? Cắt đuôi hết trơn á. Ở này cắt đuôi hả? Cắt đuôi rồi, cắt đuôi nữa là nó đâm chết. Wow. Sướng các bạn. Đến với anh Hoàng còn gì bằng nữa. Đến với anh Hoàng chỉ có muốn đến với anh Hoàng chỉ có muốn ở lại thôi, không bao giờ đi nha. Bây giờ thì anh Hoàng sẽ cho anh em mình lại chung thích cái món sò sống luôn nha. Dạ, anh ăn trước nha. Anh trước nè. Ăn trước rồi biết quý vị nó sợ đau bụng phải không? Dạ, anh ăn. Anh Hoàng thử rồi có đậm không các bạn? Có đậm không ha? Ok. Có đậm không? Nè, cảm ơn. Đậm không? Đậm hả? Đậm thôi đúng không? Wow. Thôi dịch liền xuống dưới đi rồi có chỗ. Mình bây giờ sẽ thử miếng nha, mời các bạn nha. Mời toàn thể đồng hương trên toàn thế giới nha. Việt Nam nó riêng và toàn thể thế giới nói chung nha. Dạ, mời tất cả mọi người. Anh ăn xong rồi, anh ăn xong không muốn ăn đồ luộc luôn. Giờ khán giả đang ngồi chờ. Dạ. Mình vừa quay vừa ăn mà có khán giả đó rồi. Dạ, các bạn. Vừa thấy được. Vừa thấy được. Cái like. Ừ, cái like. Ừ, ngon mà. Thử coi. Ăn một lần mà nhớ suốt đời luôn á. Khó lắm á. Ừ. Nhưng mà dễ quá. Có sống. Con đó ăn sống được luôn. Được luôn hả? Sò mai á. Sò mai. Sò mai tất cả vậy nè. Quá ngon luôn. Bây giờ lấy cái cục còi trắng thôi. Cái này là 100% là thiên nhiên luôn nha, không có qua nuôi hay gì hết á. Chưa từng thấy đứng quá vui luôn, chưa từng bao giờ thấy cảnh này, như cảnh này các bạn ơi. Mày giống một món bơ vậy ta. Vô 1, 2, 3 vô seafood. Vô kìa. 1, 2, 3 vô. Bây giờ thì bạn mình đang chiên một chút cá đuối nha, để thưởng thức nha. Cá đuối chiên xù hả bạn? Qua cá đuối chiên xù. Đầu bếp từ Texas xuống đây. Đầu bếp từ Texas qua các bạn. Đó. Ở bên kia thì làm thánh gắt muối làm steak các bạn. Qua đây thì làm cá đuối chiên xù nha.
Đây là cái món ăn mà để cho mình giúp cho mình no ngày hôm nay bạn. Thì đây thì có mua mấy cái hộp cơm nè, hộp cơm không nè. Thì ra đây thì nấu một miếng canh chua đó. Đó, canh chua với lại canh chua với lại rau muối với lại bắp chuối các bạn. Đó, thì đây thì anh Hoàng cá của Hoàng Câu nè. Mình thưởng thức thử nha. Thử xem như thế nào nha. Đó, cá nè. Wow, ngon quá ngon luôn. Chưa ăn mà thấy đói rồi nha. Ở trong cái đây các bạn chỉ có rau là mua thôi nha, còn như là toàn là bắt không à, săn bắt không à. Hôm nay thì anh em mình đi sinh tồn nha. Mình bế đi một chén cơm đã xong, bây giờ chị làm cho chén nước mắm hương vị quê nhà nè, quá đã luôn rồi. Thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Giờ mình chan miếng vô, mình cắn thêm miếng ớt nha. Bây giờ thì mình xin phép mời các bạn ăn cơm trưa với nguyên cái băng tình thương mến thương của mình nha. Ở đây là giống như kiểu mấy cái thứ ban khác gặp lại các bạn. Rồi mời các bạn. Cái muỗng này là ngoài cái muỗng được không ạ? Cái này muốn con á, để có con hết rồi vô trong. Mình thử cái đuối của anh Hoàng. Con à. Đúng rồi. Cái đuối này ngon thiệt luôn á. Nó không tanh. Tôi khác cái đuối mình mua ở chợ nó không tanh. Quá ngon. Cắn thêm trái ớt chỉ thiên nữa. Quá ngon. Ở đây con Dũng cũng đến từ ở xứ sở mà linh thiêng nhất miền Tây các bạn. Ra ngoài cái chỗ một cái bờ biển vậy các bạn, thì xúm lại rồi một người một món rồi đi xuống biển là bắt lên rồi nấu nướng đồ ăn, thật sự rất là ngon nha. Công nhận cái đuối này ngon thiệt á. Ngon chứ em. À, bây giờ thì mình thử một miếng cá đuối nha. Cá đuối mới vừa chiên lên nè, thì nó còn hơi dính nè. Bóc miệng nha. Thấy rồi mới ăn cơm. Thấy rồi mới ăn cơm. À, bây giờ mình nhờ mời anh Hoàng nghe, anh Hoàng đang cơm mãi rồi. Rồi, cho anh đi. Hả? Tôi ha, tôi bảo luôn ha. Quá ngon. Thật sự các bạn, mình qua đây chơi, mình nhờ cái kênh Facebook của chị Hoàng Anh đó mà mình biết ở bên đây có cuộc sống như thế nào, và qua đây được chị Hoàng Anh với anh Hoàng nhắc đi chơi, thật sự là rất là vui nha. Dạ, cảm ơn anh qua đây chơi em. Cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Dạ. Quá nhiệt tình luôn. Các bạn nào muốn qua đây chơi thì lên Facebook coi Hoàng Anh Nguyễn các bạn là biết cuộc sống ở Florida nó sung sướng như thế nào nha. Dạ, có tiền rồi, có tiền chưa chắc gì được như vậy đó các bạn. Đúng rồi. Rồi các bạn, từ sáng giờ thì anh Hoàng dắt nguyên cái phái đoàn của mình, có anh chị cô chú đến từ mấy tiểu bang khác nha, còn mình đến từ Texas các bạn. Thì anh Hoàng dắt mình đi chợ trời rồi đi ra đây bắt ốc rồi nấu ăn, thật sự là quá là vui luôn rồi. Bây giờ thì bữa tiệc này cũng tàn các bạn, thì mình xin cảm ơn các bạn từ sáng giờ đã theo dõi kênh YouTube mình nha. Nếu các bạn thấy hay nhớ cho anh em một like các bạn, và đừng quên nhấn theo dõi kênh YouTube Hoàng Anh Nguyễn nha. Bye bye các bạn, bye bye, chào tạm biệt, bye.